Hey, yo, xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì vào ngày hôm nay thì sự kiện để săn trang phục gian Tanjiro chúng ta đã quay trở lại rồi. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào game để review cho mọi người về sự kiện và hướng dẫn mọi người làm sao mà có thể săn trang phục rẻ nhất nha. Và trước khi vào video clip mình cũng có thể bỏ ra 10 giây mọi người like video, đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới của mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn có thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Nirastone mô hình này, mọi người đăng ký kênh, tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem được. Và ngày hôm nay sự kiện để săn trang phục gian Tanjiro chúng ta đã quay trở lại rồi. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào game để review cho mọi người về sự kiện. Và ngày hôm qua thì trang phục Kera Nezuko Kamado chúng ta quay trở lại rồi. Thì hiện tại thì các bạn đã săn được bao nhiêu trang phục các bạn thì bình luận bên dưới giúp mình nha. Thì hiện tại thì mình sẽ review nick bạn này một chút. Thì nick bạn này hiện tại đang có 119 tướng và 424 trang phục. Mức danh hiện tại mức danh tinh anh và mức danh cao nhất là mức danh cao thủ nha mọi người. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nào quân huy sạch uy tín giá rẻ để tham gia sự kiện ấy thì các bạn có thể liên hệ qua số Zalo mình đó 0351888642 nhé. Thì khi các bạn nạp quân huy trên kênh mình ấy thì mình đảm bảo các bạn để quân huy sạch Zogana cung cấp 100% còn mặt uy tín các bạn khỏi bàn nhé. Thì mình sẽ gửi cho các bạn bên trái góc bên trái của mọi người là bảng giá để cho mọi người có thể tham khảo. Anh em nào muốn nạp quân huy sạch thì các bạn có thể liên hệ qua số Zalo mình đó 0351888642 nhé. Thì trước khi các bạn tham gia sự kiện ấy thì mình khuyên các bạn nên xóa vào ẩm thư đi để tránh cái trường hợp nó bị đầy ẩm thư nhé. Và các bạn nên tham gia cho mình sự kiện ưu đãi nạp quân huy thì các bạn sẽ nhận được tầm khoảng 40 vé quay để săn trang phục gian Tanjiro. Thì các bạn chỉ cần nạp cho mình đủ 3.000 quân huy thì các bạn sẽ nhận được đủ vé quay nhé. Đấy, thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy để săn trang phục gian Tanjiro hay là trang phục Kera hay trang phục Murat hay là bất kể một trang phục nào của sự kiện Lego Bay thì các bạn sẽ liên hệ qua số Zalo mình nhé. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn để tham gia sự kiện để săn trang phục gian rẻ nhất với giá chỉ có tầm khoảng hơn 3k con huy một chút thôi. Và ngày hôm nay thì một số bạn xem video của mình ấy thì một số bạn săn tầm khoảng 3k rưỡi đến 3k8 con huy, có một bạn là săn 3k2 con huy nhé mọi người. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho người về đôi chút về sự kiện. Thì người chơi cần thổi vỡ hồ lô để các bạn đạt các cột mốc. Thì khi các bạn đạt được cột mốc thổi hồ lô lớn ấy thì các bạn sẽ có cơ hội sở được ngay trong thời gian Tanjiro ngay nhé, mà không cần đạt phải cột mốc 5. Và các bạn có thể là chọn 3 vật phẩm thành một lượt quay miễn phí dành cho các bạn để cho các bạn có thể là sở được một lượt quay. Và thời gian sự kiện ra từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 31 tháng 10 thì các bạn quay một lần với giá là 16 con huy và quay 20 lần với giá là 299 con huy. Thì khi các bạn quay như vậy thì các bạn sẽ thổi vỡ cho mình các hồ lô. Thì khi các bạn đạt tích lũy cho mình đủ 5 hồ lô thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được trong một gian Tanjiro nha. Và đâu đó ấy, thì các bạn thổi hồ lô thứ 1, 2, 3, 4 thì các bạn có cơ hội sở được hữu được ngay thổi vỡ được hồ lô lớn. Thì khi các bạn thổi vỡ được hồ lô lớn ấy thì các bạn sẽ có cơ hội sở được ngay trang phục gian Tanjiro nhé. Thế nên các bạn sở trong phục gian dao động tầm khoảng cho mình tầm khoảng từ 3k2 cho đến 3k8 con huy hoặc là 4k gần 4k thôi. Mình thấy là chưa bạn nào săn đến 4k cả. Thế nên là các bạn cứ chuẩn bị cho mình tầm khoảng 3k8 con huy là ok. Nhưng mà đằng nào các bạn cũng nạp cái gói tầm khoảng gần 4k thêm 200 con huy nữa thì các bạn cứ nạp thẳng cho mình gói 4k, còn thừa một chút con huy các bạn cứ để đấy cũng được. Tốt nhất là các bạn cứ nạp gói 4k thì khi các bạn nạp gói 2k trở lên ấy thì các bạn sẽ được dư ra tầm khoảng 50 con huy nữa. Thế nên là các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Thế nên tốt nhất là các bạn cứ quay như vậy, các bạn cứ nạp như vậy thì mình thấy ok. Thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn có thể liên hệ qua số Zalo mình đó là 0351888642 nhé. Và trước mặt mọi người là sự kiện là săn trong thời gian Tanjiro. Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho người về mẹo làm sao mà có thể là săn trong thời gian này rẻ nhất. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút thì giao diện của sự kiện này. Và thể lệ của sự kiện rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần quay cho mình một lần hoặc là quay 20 lần. Thì các bạn quay một lần thì mình thấy là theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì các bạn quay một lần các bạn nhận được vé quay miễn phí, các bạn quay một lần thôi. Chứ còn khi các bạn quay như kia thì các bạn quay 20 lần cho mình. Tại vì quay 20 lần như vậy các bạn đỡ tốn mất thời gian, tại vì các bạn bảo là các bạn quay tầm khoảng vài trăm lần, kiểu vài trăm lần một lần thì quay đến bao giờ đúng không anh em? Bình thường mình quay một lần thôi mình đã thấy lâu rồi anh em, quay một lần 30 vé quay miễn phí mình đã thấy lâu rồi, chứ quay vài trăm lần thì không biết đến bao giờ. Thì khi các bạn quay như vậy thì các bạn sẽ có các tác động để thổi hồ lô. Thì khi các bạn để ý là các bạn sẽ có 6 hồ lô nhé.
1, 2, 3, 4, 5, 6 holo và một holo to ở giữa. Thì các bạn, khi các bạn tích lũy cho mình các holo thì các bạn sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Một holo tương đương với các một vật phẩm, 2 holo thì các bạn sẽ nhận 2 vật phẩm, 3 holo các bạn sẽ nhận được 3 vật phẩm lớn ở góc bên trái nha mọi người, cái cột nằm bên tay trái đấy. Thì khi các bạn tích lũy cho mình đủ 5 holo thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được trang phục gian Tanizo Kamado nha mọi người. Đồng thời nếu bạn nào mà may mắn ấy thì các bạn có thể là sử dụng cái holo các bạn là thổi được holo lớn ấy, holo ở giữa ấy, thì các bạn sẽ nhận được ngay trong không gian Tanizo mà không cần phải tích lũy đủ 5 holo. Thì bình thường ấy thì mình thấy là các bạn sẽ mở tầm 3, các bạn quay đến tầm holo thứ 3, holo thứ 4 là các bạn có thể sở trong không gian Tanizo rồi. Thì trung bình mình thấy là các bạn sẽ săn tầm khoảng từ 3k2 đấy. Một bạn là hôm nay mình thấy một bạn may mắn nhất là săn 3k2 con Huy là thổi holo lớn luôn, thì bạn đó nạp gói 1.440.000 ấy, thì hơn 3k một chút, thì bạn đó đã nạp như vậy là các bạn đó đã săn trong thời gian Tanizo với giá là 3k2 con Huy. Còn một số bạn thì săn tầm 3k8 con Huy là holo thứ 4 hoặc là quay đến hết 5 holo đó. Thì các bạn cứ chuẩn bị cho mình tầm khoảng 4k con Huy là hợp lý. Thì các bạn sau đây thì mình hãy chia sẻ cho người mẹo quay như nào. Thì các bạn sẽ quay cho mình 3 lần 20 lần. Sau đó các bạn sẽ vào túi đồ tạm thời các bạn. Các bạn chuyển tất cả các vật phẩm, các bạn bấm mà chọn nhanh, nó sẽ chuyển 3 vật phẩm đó sang một lượt quay miễn phí cho các bạn. Các bạn cứ làm như vậy, chuyển tất cả các vật phẩm đó miễn phí đến mà hết. Sau các bạn sẽ tiếp tục quay lại cái vòng 3 lần 20 lần. Sau đó thì các bạn sẽ tới tầm 3.000 con Huy thì các bạn sẽ dừng lại nhé. Các bạn cứ bấm như vậy liên tiếp, quay 3 lần 20 lần. Sau đó thì các bạn sẽ vào túi đồ tạm thời, các bạn sử dụng tất cả 3 vật phẩm, chuyển bấm chọn nhanh, chuyển 3 vật phẩm đó thành một lượt quay miễn phí cho các bạn. Các bạn bấm chọn nhanh như vậy, xong các bạn bấm thành các lượt quay miễn phí đến bao giờ hết ở cái phần túi đồ. Đó, thì khi các bạn như vậy thì đến hết xong các bạn sẽ vào và các bạn quay 20 lần. Sau đó thì các bạn cứ quay 3 lần 20 lần, tầm khoảng 3.000 con Huy thì các bạn dừng lại. Đấy, tầm khoảng 3.000 con Huy các bạn dừng lại, các bạn sẽ quay cho mình tầm khoảng 1 lần 20 lần. Sau các bạn sẽ tiếp tục quay lại cái vòng đó, các bạn chuyển tất cả các vật phẩm đó sang được quay miễn phí các bạn, đến khi nào mà các bạn ra trang phục của gian thì thôi. Thì các bạn làm theo cách của mình ấy, thì các bạn săn trang phục gian thì nó dao động tầm khoảng chỉ có tầm khoảng 3k2 đến 3k8 con Huy là các bạn đã sở được rồi. Đây, hiện tại bây giờ thì Lego Bay kiểu sự kiện toàn bị lag thôi anh em, kiểu dạo gần đây thì sự kiện bị lag rất là nhiều. Mỗi khi mà các bạn tham gia sự kiện ấy thì các bạn phải thoát ra vào lại phải tầm 2-3 lần nhiều khi mới được, đúng không? Đấy, thì mình cảm nhận là hiện tại bây giờ thì Gana không biết là các bạn săn nhiều hay sao ấy, các bạn tham gia sự kiện nhiều thì nó mới lag như vậy, hay là Gana bây giờ kiểu như là xử lý cái lỗi nó kém, mình cũng không rõ, nhưng đại loại là như vậy. Đại loại hiện tại gần đây thì mình đánh giá là sự kiện kiểu bị lỗi nhiều, nó hay bị lỗi vậy thì các bạn sẽ săn các bạn rất là bực mình, tại vì đang vào trong cái đà săn mà các bạn thấy là kiểu tự nhiên này bị lỗi xong rồi thoát ra vào lại ấy, kiểu nhiều khi là các bạn thấy kiểu nó cứ kiểu gì đúng không anh em. Đó thì các bạn cứ như mình quay 3 lần 20 lần, sau đó các bạn sẽ vào túi đồ tạm thời các bạn chuyển tất cả các vật phẩm đó sang lượt quay miễn phí cho các bạn. Sau đó thì các bạn hết tất cả các vật phẩm trong túi đồ đó, xong các bạn lại tiếp tục quay tầm khoảng 3 lần 20 lần, và tùy các bạn có thể là chọn cột mốc là 3 lần 20 lần hay là 2 lần 20 lần hay là 4 lần 20 lần hay 5 lần 20 lần, tùy các bạn. Nếu các bạn thấy kiểu nhiều khi các bạn thấy lâu quá thì các bạn có thể là 5 lần 20 lần xong các bạn mới vào túi đồ tạm thời, các bạn chuyển tất cả các vật phẩm đó sang lượt quay miễn phí cho các bạn. Cứ làm như vậy đi, khi nào mà ra trang phục thì thôi. Nhưng mình khuyên các bạn là đến tầm khoảng 3k con Huy là nó chuẩn bị ra trang phục đấy. Thế nên các bạn cứ tầm khoảng 3k con Huy thì các bạn, mình khuyên các bạn nên quay 1 lần 20 lần thôi. Đấy là mẹo. Chứ nhiều khi là các bạn quay ra tầm khoảng 4-5 lần 20 lần xong các bạn mới vào túi đồ tạm thời, các bạn chuyển như vậy thì cái tỷ lệ mà các bạn bị mất con Huy nhiều hơn, có thể là các bạn lên tầm trên 4k là bình thường. Nếu các bạn làm như vậy thì biết đâu các bạn có thể là, ví dụ cái phần túi đồ tạm thời, cái phần túi đồ các bạn chưa sử dụng các lượt quay miễn phí hết đúng không, mà đã ra luôn trong một gian Tanizo rồi, tức là những cái đó thì những cái có khi là các bạn có thể ít con Huy hơn là các bạn có thể sở được trong một gian Tanizo bằng các lượt quay miễn phí rồi. Thế nên là mình khuyên các bạn lên làm như vậy thì nó sẽ ok hơn. Đấy, theo quan điểm cá nhân của mình, đó là kinh nghiệm của mình nhé. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp con Huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn sẽ liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nhé. Đó. Thì hiện tại thì mình cũng được tầm khoảng 3 holo rồi anh em. Hiện tại được 3 holo rồi. Bây giờ mình cứ quay 3 lần 20 lần xong mình sẽ vào túi đồ tạm thời của mình. Cứ đến tầm khoảng các bạn áng áng là các bạn đã tiêu mất tầm khoảng trên dưới 3k con Huy, ít hơn 3k con Huy cũng được. Ví dụ các bạn 2k8, 2k9 con Huy cũng được.
Nhưng đại loại này các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thấy tầm khoảng 3k con huy đâu đó, tầm 3k con huy trên dưới một chút. Sau đó các bạn sẽ quay một lần, 20 lần. Sau đó các bạn sẽ vào tứ đồ tạm thời, các bạn cứ làm quay vòng như vậy cho đến khi nào mà ra trong phủ thôi. Đó. Vẫn thất bại mọi người ạ. Pha này mà quay ra hồ lô lớn thì mình không cần phải ra hồ lô thứ 5. Wow, đây thành công lớn rồi mọi người. Đây, hồ lô lớn luôn. Thì khi mình ra hồ lô lớn ấy thì mình sẽ nhận được trong cái gian Tanizo luôn. Bạn đã nhận được trong cái gian Tanizo đó. Thì cuốn mẫu cuối cùng thì các bạn có thể bấm chọn nhanh, các bạn chuyển tất cả các vật phẩm đó quay tiếp. Thì biết đâu các bạn lại nhận được cái hồ lô cuối cùng, các bạn sẽ nhận được thêm giấy vẽ bộ ghép thì sắc thì sao. Thì nick này mới đầu có 6.694 con huy, thì hiện tại còn 2.817 con huy. Thì nick này mất có 3.877 con huy thôi anh em ạ. Mất 3k8 con huy, 3k9 con huy này sở hữu được trong gian Tanizo rồi. Đó. Mình sở hữu được rồi, nhưng mà những cái lượt quay miễn phí kia mình chả nhận để làm gì anh em. Thế mình sẽ cố gắng là mình sẽ quay nốt ra, biết đâu sở hữu được cái hồ lô cuối cùng, có thể là chạy cối được thêm cái giấy bộ ghép thì sắc, đúng không anh em? Toàn thất bại thôi anh em ạ. Vẫn thất bại anh em, thôi bỏ đi. Rồi thì sau đây thì mình sẽ tiến hành nhận các vật phẩm nha. Mình được 4 hồ lô nhỏ thì chắc chắn là 4 vật phẩm, và một hồ lô lớn thì nhận được trong một gian Tanizo rồi, còn mốc cuối cùng không cần thiết. Đó. Sau đó thì các bạn vào hồng tư các bạn nhận. Thì trước khi các bạn tham gia sự kiện ấy, thì mình khuyên các bạn nên xóa vào hồng tư đi, để tránh cái trường hợp các bạn bị đầy hồng tư, các bạn bị mất vật phẩm nhé. Báo ra này, trong một gian Tanizo rất là xịn xò luôn, trong một hay nhất. Hữu hạn, hợp tác rất là ok. Hiệu kỹ năng rất là ok nhé. Kiểu trong này hiệu kỹ năng như kiểu là trong Bright, trong Bright băng gì, Toriro gì mọi người. Ok, thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây, và cảm ơn bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.